Em số cục đề của máy nè, nhất là đề của máy đê nè, đê này nằm bên thông nào, cục đề nằm thông là gắn được nè, máy đê đi đây, máy đê là từ 24 cho lên nè, 24 30 35 đây, nằm đề nằm bên thông á là gắn vô một cục. Alo nghe. Yeah. Đúng rồi thằng. Đây cục đề dành cho máy đê là 1 triệu 1 cục. Cái đê này nằm bên hông là đề điều khách, nằm bên hông á. 12V nha. Đây cứ 1 triệu 1 cục, 1 triệu 1 cục mà con. Dành cho máy đê 15, à, đê 24, đê 30, 35 tất cả dòng đê á. À, mà đê nằm bên hông là đây. Cứ 1 triệu 1 cục cho con thôi. 12V bình thường mình đó.